Dấu hiệu là khi vừa ngủ dậy cảnh báo cơ thể mắc trọng bệnh. Quý vị thân mến, sau một giấc ngủ đêm dài, thư giãn, buổi sáng là thời gian mọi người sẽ cảm thấy tỉnh táo, khỏe khoắn. Tuy nhiên, nếu cơ thể bạn xuất hiện những dấu hiệu lạ sau đây thì rất có thể sức khỏe bạn đang gặp vấn đề. Vai trò của giấc ngủ là góp phần tái tạo các tế bào của cơ thể và thanh lọc bộ não. Sau mỗi giấc ngủ, cơ thể như được tái khởi động đầy sức sống để bắt đầu một ngày mới với vô vàn hoạt động. Nếu vào thời điểm thức dậy buổi sáng bạn nhận thấy các dấu hiệu lạ liên quan đến bệnh lý thì không nên chủ quan, cần thăm khám và điều trị tích cực. Mệt mỏi, nhức đầu, chóng mặt. Nếu thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt, nhức đầu sau khi ngủ dậy thì có thể do não bị thiếu oxy, máu lên não không đủ và mạch máu não hẹp. Cảm giác mệt mỏi sau khi thức dậy cũng có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư. Tế bào ung thư khi phát triển sẽ sử dụng chất dinh dưỡng của cơ thể và điều này sẽ làm con người thiếu hụt dinh dưỡng, luôn mệt mỏi. Chính vì vậy, người bệnh khi có triệu chứng này kéo dài cần đến bệnh viện để được bác sĩ chuyên khoa thăm khám và chẩn đoán điều trị hiệu quả. 1. Tiêu chảy. Thỉnh thoảng bị tiêu chảy vào buổi sáng là bình thường. Nhưng nếu tình trạng này kéo dài liên tục vài tuần kèm theo ói mửa, đầy hơi, sốt, phân lẫn máu, thì bạn nên đến bệnh viện để khám xem mình có mắc bệnh gì không. Một số bệnh có liên quan đến triệu chứng tiêu chảy vào sáng sớm như viêm ruột, nhiễm ký sinh trùng, hội chứng ruột kích thích, nhiễm vi khuẩn và virus. 2. Bọng mắt xuất hiện. Nguyên nhân khiến bọng mắt xuất hiện có thể là thiếu ngủ, thức khuya, uống nhiều nước buổi tối. Triệu chứng này sẽ biến mất sau vài giờ khi bạn thức dậy buổi sáng. Tuy nhiên, nếu bạn thấy đêm ngủ ngon, tối uống ít nước mà sáng dậy mắt vẫn có bọng và mặt hơi phù vài ngày không hết thì không loại trừ khả năng đó là dấu hiệu bệnh thận. 3. Cảm giác đói bất thường. Sáng nào dậy cơ thể bạn cũng thấy đói cồn cào, khô miệng, mệt mỏi và phải ăn uống ngay thì cơ thể mới bình thường được thì nguy cơ bệnh tiểu đường rất cao. Khi bị tiểu đường, lượng đường nạp vào cơ thể không thể chuyển hóa thành năng lượng, chỉ có thể tiêu hao chất béo hoặc đường dự trữ trong cơ thể để làm năng lượng nên người bệnh cũng sẽ cảm thấy đói bất thường. 4. Phù nề sau khi ngủ dậy. Thông thường, những người khỏe mạnh có thể sẽ xuất hiện dấu hiệu phù nề trên mặt khi ngủ dậy vào buổi sáng, nhưng nó sẽ biến mất hoàn toàn trong vòng 20 phút. Nhưng rất lâu sau mà khuôn mặt vẫn còn phù nề, đặc biệt là phù mí mắt thì bạn có thể đã mắc bệnh thận. 5. Đau phần bụng trên bên phải. Mặc dù gan không có dây thần kinh cảm giác gây đau, nhưng nếu gan bị tổn thương thì nó sẽ gây ra cơn đau nữa bên phải cơ thể. Nếu vào buổi sáng, bạn thấy đau ở vùng bụng trên bên phải, bạn hãy cảnh giác. Nếu cơn đau kéo dài, bạn cần đến bệnh viện khám ngay lập tức. 6. Nước tiểu có màu tối. Tăng bilirubin trong máu sẽ làm cho màu sắc của nước tiểu thay đổi từ màu vàng sẫm đến nâu. Nếu bạn nhận thấy có sự thay đổi màu sắc của nước tiểu, hãy đến gặp bác sĩ sớm nhất có thể. 7. Cứng khớp buổi sáng. Nếu sau khi thức dậy vào buổi sáng, bạn cảm thấy các khớp và cơ của mình bị cứng lại, hoạt động bị hạn chế thì rất có thể bạn đã bị thoái hóa xương khớp. Những người trung niên hoặc cao tuổi là hai đối tượng dễ bị cứng khớp vào buổi sáng nhất. Dấu hiệu là không thể nắm chặt tay và khó hoạt động các khớp của cơ thể trong hơn một giờ khi thức dậy. 8. Đắng miệng, lưỡi. Trong khi ngủ, cơ thể thường mất nhiều nước cho việc đổ mồ hôi điều hòa thân nhiệt và thở.
Nó khiến bạn có cảm giác đắng miệng khi ngủ dậy. Cảm giác này sẽ rõ ràng hơn khi bạn uống rượu, hút thuốc, thức khuya. Nếu bạn không có thói quen xấu mà khi ngủ dậy vẫn thấy đắng miệng, lưỡi khô thì hãy cảnh giác. Cảm giác đắng này có thể liên quan tới sự chuyển hóa mật bất thường, hay gặp ở bệnh nhân mắc bệnh gan, mật. 9. Hơi thở hôi. Thường thì khi ngủ dậy hơi thở của chúng ta có mùi khó chịu hơn bình thường. Nhưng nếu mùi hôi nồng hơn vào sáng sớm và đánh răng xong cũng vẫn còn mùi khó chịu thì nên cẩn thận. Nếu gan hoạt động không tốt, chức năng gan suy giảm thì rất dễ gây hôi miệng. Lúc này, hàm lượng đạm ure và amoniac trong máu tăng dần lên và gây mùi. 10. Chướng bụng. Mới sáng sớm khi ngủ dậy bạn đã thấy chướng bụng là hiện tượng chất lỏng tích tụ trong bụng người bệnh. Bụng ngày một căng phồng và có thể gây khó chịu, đau đớn, sưng chân và mắt cá chân. Nếu gặp những biểu hiện này, bạn cần phải đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt. Quý vị thân mến, ngủ dậy bị đau đầu là nỗi ám ảnh của rất nhiều người, khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi, thiếu sức sống. Tình trạng này xảy ra do nhiều yếu tố khác nhau, cần đến bác sĩ thăm khám ngay khi nhận thấy đau đầu sau khi ngủ dậy đi kèm các dấu hiệu bất thường. Từ đó có hướng xử lý kịp thời, tránh để cơn đau gia tăng và tiến triển thành bệnh lý nguy hiểm. Ngủ dậy bị đau nửa đầu bên trái, phải hoặc đau nửa đầu sau gáy có thể do nhiều nguyên nhân. Trong đó phổ biến là 1. Thiếu máu não. Đây là tình trạng giảm tuần hoàn máu lên não, không cung cấp đủ oxy và dưỡng chất cần thiết cho các hoạt động của não bộ, dẫn đến ảnh hưởng tới cấu trúc và chức năng não. Triệu chứng điển hình của thiếu máu não khiến người bệnh ngủ dậy bị đau đầu choáng váng, hoa mắt, tê bì chân tay, khó ngủ vào ban đêm, đôi khi có cảm giác đau dọc sống lưng. 2. Đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu thường xuất hiện ở những người có độ tuổi từ 30-50 tuổi, diễn ra tại nhiều khu vực khác nhau như đau nửa đầu trên, bên phải hoặc đau nửa đầu đỉnh. Không chỉ gây nhức đầu sau gáy khi ngủ dậy vào khoảng 4:09 giờ sáng, bệnh còn kèm theo hiện tượng buồn nôn, nôn, trợ âm thanh, ánh sáng. 3. Trầm cảm, lo âu. Trầm cảm hay rối loạn lo âu cũng là nguyên nhân gây cơn đau đầu buổi sáng mạn tính nhiều người gặp phải. Bởi nồng độ hormone serotonin thấp và hormone cortisol tăng cao do stress hoặc căng thẳng thần kinh, những cơn đau do trầm cảm gây ra có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày, khiến cơ thể kiệt quệ, suy giảm chất lượng cuộc sống. 4. Căng cơ. Các cơ vùng đầu và cổ căng quá mức khi bị stress, lo âu kéo dài hoặc làm việc lâu ngày trong một tư thế cố định, có thể là nguyên do dẫn đến không ngủ trưa bị đau đầu, thường gặp ở lứa tuổi thanh thiếu niên và người trưởng thành. Bên cạnh triệu chứng ngủ dậy đau đầu như búa bổ, chứng đau đầu căng cơ còn có khả năng dẫn đến một vài dấu hiệu khác, chẳng hạn như căng nhức các cơ ở vai và vùng cổ gây đau thắt, cảm giác mắt bị áp lực đè nặng, đồng thời có hơi nóng từ phía sau mắt. 5. Ngưng thở khi ngủ. Nguyên nhân ngủ dậy bị đau đầu có thể xuất phát do bệnh nhân mắc chứng ngưng thở khi ngủ. Tình trạng ngưng thở hoàn toàn khoảng 3 giây và lặp lại nhiều lần trong đêm khiến giấc ngủ bị gián đoạn, dễ gặp ác mộng và sáng ngủ dậy đau đầu do cơ thể thiếu oxy. 6. Giò nghiến răng khi ngủ. Nhiều người thắc mắc vì sao ngủ trưa bị đau đầu mà không nhận ra rằng tật nghiến răng cũng là yếu tố gây rối loạn giấc ngủ. Việc tạo áp lực liên tục lên khớp bằng cách nghiến răng sẽ gây đau đầu âm ỉ và xuất hiện gần hai bên thái dương. 7.
mất ngủ. Hiện tượng mất ngủ khiến không ít người ngủ dậy đau đầu mệt mỏi và lừ đừ vào ngày hôm sau. Bởi khi mất ngủ, bạn sẽ khó đi vào giấc ngủ hơn bình thường, ngủ không sâu giấc hay bị tỉnh giấc giữa đêm, từ đó ảnh hưởng đến chu trình của giấc ngủ. 8. Thoái hóa đốt sống cổ. Nếu bạn thắc mắc ngủ dậy bị đau đầu là bệnh gì, thì đây có thể cảnh báo tình trạng thoái hóa đốt sống cổ. Theo đó, đốt sống cổ bị thoái hóa sẽ hình thành các gai xương gây chèn ép dây thần kinh, hạn chế quá trình tuần hoàn não máu lên não, dẫn đến ngủ dậy đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, kém tập trung, suy giảm trí nhớ. Bên cạnh những nguyên nhân kể trên, hiện tượng ngủ dậy bị đau đầu còn khởi phát do nằm ngủ sai tư thế bị đau đầu, tư thế nằm úp mặt xuống bàn làm việc, nằm sấp quá lâu hoặc nằm nghiêng một bên trong nhiều giờ liền không thay đổi tư thế, hay kê đầu trên gối quá cao và cứng cũng có thể dẫn đến ngủ dậy nhức đầu sau gáy. Môi trường ngủ không đảm bảo. Nếu ngủ trong môi trường quá ồn ào, chật hẹp, nhiều ánh sáng, không thoáng đãng, sẽ khiến bạn ngủ không ngon. Sau khi thức dậy thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, nhức đầu và chóng mặt. Ngủ nhiều bị đau đầu. Một giấc ngủ tiêu chuẩn nên kéo dài 7-8 tiếng vào ban đêm và 30-60 phút vào buổi trưa. Tuy nhiên, nếu thời gian ngủ vượt mức cho phép, nhất là vào buổi trưa, bạn sẽ có cảm giác ngủ trưa dậy bị đau đầu, choáng váng và toàn thân mệt mỏi. Sử dụng các thiết bị điện tử quá lâu trước khi ngủ. Nếu bạn sử dụng máy tính, laptop, điện thoại quá nhiều có thể gây khó ngủ và dẫn đến ngủ dậy bị nặng đầu, đau nhức. Dùng các chất kích thích ngủ dậy đau nửa đầu bên phải, trái hoặc đau nửa đầu sau thường xảy ra với những người có thói quen uống trà, rượu bia, cà phê, nước ngọt có ga trước khi đi ngủ. Đây là những loại đồ uống chứa nhiều chất kích thích và caffeine có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ. Buổi sáng hoặc buổi trưa ngủ dậy bị đau đầu nguy hiểm không? Thông thường, đau đầu sau khi ngủ dậy khởi phát do các vấn đề sinh lý liên quan đến ngủ không đúng cách, thời gian ngủ nhiều, dùng chất kích thích trước khi ngủ, thì bạn không cần quá lo ngại. Bạn chỉ cần thay đổi các thói quen xấu để cải thiện chất lượng giấc ngủ tốt hơn, ngăn ngừa nguy cơ đau đầu khi ngủ dậy. Tuy nhiên, nếu biểu hiện ngủ dậy đau đầu bất thường là do bệnh lý thì nên thăm khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tránh để cơn đau kéo dài quá lâu có thể tiến triển nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Ngủ dậy bị đau đầu khi nào nên thăm khám? Mặc dù đau đầu là tình trạng phổ biến ở nhiều lứa tuổi, song nhiều trường hợp cơn đau nhức đầu là triệu chứng của bệnh lý, bạn không nên chủ quan mà cần đến thăm khám với bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị sớm. Cụ thể, đau đầu dai dẳng kèm theo ngứa răng hoặc thậm chí tê liệt một phần mặt, miệng hoặc mất kỹ năng vận động tay chân là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ. Những cơn đau đầu đột ngột sau khi người bệnh vận động gắng sức, tức giận, căng thẳng có thể là triệu chứng của xuất huyết não hoặc xuất huyết màng não. Nếu cơn đau xuất hiện lần đầu nhưng đau dữ dội hoặc kèm theo yếu cơ, tê bì, liệt nửa người, hãy nghĩ đến tụ máu não, u não. Trường hợp kèm theo sốt cao có khả năng bị viêm não, viêm màng não. Ngủ dậy đau đầu chóng mặt buồn nôn là dấu hiệu thường gặp sau chấn thương đầu, cần đưa đi khám sớm để tránh biến chứng nặng nề. Cách khắc phục tình trạng ngủ dậy bị đau đầu. Như đã chia sẻ, đau đầu sau khi ngủ dậy do rất nhiều nguyên nhân gây ra. Do đó, việc chữa trị thường hướng tới việc giảm đau và ngăn ngừa bệnh tái phát bằng hai cách như điều trị mãn tính và điều trị dự phòng. 1. Các cách giảm đau đầu tại nhà.
Người bệnh có thể áp dụng một số cách giúp giảm nhẹ triệu chứng đau đầu tại nhà như sau. Massage cho đầu. Cách chữa đau đầu sau khi ngủ dậy được hầu hết mọi người áp dụng nhằm giảm đau tạm thời là dùng tay xoa bóp vùng đầu, trán, cổ, vai gáy theo chuyển động tròn. Khi bắt đầu thực hiện, nên ấn nhẹ nhàng để không làm tăng cơn đau, sau đó tăng dần cường độ lên. Uống nước gừng bằng cách cho một thìa gừng tươi xay nhuyễn vào cốc nước sôi và uống khi còn ấm. Nhờ chứa chất chống viêm tự nhiên mà nước gừng là cách chữa ngủ trưa không bị đau đầu hiệu quả, giúp ngăn chặn sự khởi phát của cơn đau. Ngâm chân nước nóng để giải tỏa cơn đau đầu do stress, áp lực hay tăng huyết áp. Bạn hãy thử ngâm chân vào chậu nước nóng khoảng 10 đến 15 phút. Nước nóng sẽ giúp máu lưu thông nhanh hơn cũng như hỗ trợ tuần hoàn máu xuống chân để đầu không bị căng thẳng và trở về huyết áp bình thường. 2. Dùng thuốc giảm đau. Bạn có thể dùng thuốc giảm đau không kê đơn như paracetamol để làm thuyên giảm các cơn đau đầu. Tuy nhiên, cần tuân thủ liều lượng của bác sĩ khi uống thuốc, không nên lạm dụng để tránh tác dụng phụ. Ngoài ra, nếu nguyên nhân gây ngủ dậy bị đau đầu là do thuốc, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để được đổi thuốc. Tuyệt đối không tự ý ngưng dùng có thể khiến tình trạng trở nên trầm trọng hơn. 3. Trị liệu thần kinh cột sống. Đây là phương pháp được áp dụng rộng rãi để cải thiện cơn đau đầu, giúp duy trì hiệu quả lâu dài và hạn chế khả năng tái phát. Đối với tình trạng đau nửa đầu, đau đầu do bệnh lý xương khớp khiến đốt sống cổ bị lệch và chèn ép lên dây thần kinh, dây chằng, đĩa đệm, bác sĩ sẽ dùng tay nắn chỉnh giúp đưa đốt sống về lại vị trí ban đầu, từ đó đẩy lùi cơn đau nhức đầu khó chịu. 4. Châm cứu. Trường hợp đau đầu căng cơ, bệnh nhân có thể kết hợp châm cứu vào huyệt đạo ở tay chân để làm giãn cơ bắp bị căng, kích thích tuần hoàn máu và cân bằng lại hệ thần kinh cho cơ thể. Đây cũng là cách chữa đau đầu sau khi ngủ dậy do căng thẳng, giúp hỗ trợ giải phóng endorphin, từ đó giảm áp lực cho đầu tốt hơn. 5. Cách ngăn ngừa tình trạng đau đầu sau khi ngủ dậy. Để phòng ngừa tình trạng ngủ dậy bị đau đầu, mỗi người có thể áp dụng các biện pháp sau. Lên thời gian biểu khoa học để ngủ đủ giấc và dậy đúng giờ mỗi ngày. Đồng thời nên có một giấc ngủ ngắn tầm 30 phút vào buổi trưa. Tạo môi trường ngủ thoải mái, mát mẻ và đảm bảo phòng ngủ tối, yên tĩnh. Bạn có thể sử dụng đèn ngủ có cường độ ánh sáng dịu nhẹ, ưu tiên ánh sáng vàng để dễ ngủ hơn. Thường xuyên đi thăm khám kiểm tra xương khớp, nắn chỉnh cột sống để điều chỉnh các vấn đề sai lệch, giải phóng sự chèn ép dây thần kinh, từ đó phòng ngừa và giảm các triệu chứng đau nhức một cách tự nhiên. Hạn chế tiếp xúc với màn hình điện thoại, máy tính, TV trước khi đi ngủ. Duy trì thói quen tập luyện thể dục 30 phút mỗi ngày để thư giãn cơ thể, giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ và ngăn chặn tình trạng ngủ dậy bị đau đầu hiệu quả. Tăng cường các loại cá béo giàu omega 3, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt giàu chất chống oxy hóa, nhằm giúp não bộ chống gốc tự do, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ giảm đau đầu. Song song, nên loại bỏ các chất kích thích như và thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Như vậy, có thể thấy được cơn đau đầu sau khi ngủ dậy gây ra nhiều phiền toái cho người bệnh và có thể chuyển biến nặng hơn, làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống nếu không được chữa trị kịp thời, đúng cách. Chính vì thế, nếu bạn cảm thấy ngủ dậy bị đau đầu bất thường thì hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và khắc phục sớm nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý báu của mình để lắng nghe video của kênh Sức Khỏe Cổ Xưa.
Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ những nội dung hay hơn nữa nhé. Xin kính chúc quý vị các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.